thì làm sao mà thoát được cái chuyện mà sao kê, đúng không? Đó, giờ có lên mà có chửi rủa người ta, có lên mà có hàng ngày mà có lên. Ủa mà thành lập cái kênh mà Lưu Văn Bờ đó, thành lập mà cái gì mấy cái bài hát mà tùm lum các kiểu đó, hát ở trong đó đó, mà hát ở trong cái kênh của Lưu Văn Bờ là thấy người ta cười không, mà thấy không được gì hết, không được cái gì hết, đúng không? Thấy toàn giống như kiểu là cái trò cười cho thiên hạ, thấy không? Còn bên bên đây bây giờ người ta có cái bài hát sao kê đó, thấy không? Nghe thấy có ý nghĩa không? Còn cái kênh mà Lưu Văn Bò của chúng mày á, mà chúng mày chuyên sáng tác ba cái dạng như tào lao mới lao á, rồi chúng mày tâu âm vô, đúng không? Rồi chúng mày chửi người ta, thấy không? Đó bây giờ đó, ta thấy chưa? Chúng mày làm những cái chuyện trong đó bây giờ thấy nó có tác dụng không? Thấy không? Chúng mày có làm cỡ nào làm cũng không bao giờ mà làm lại được người ta, hiểu không? Hiểu không? Nên bây giờ à, mày kêu là cái gì à, cái gì nghiệp chướng hả? À? Cái gì đứa con nuôi là nghiệp chướng hả? À? Giống như mày kêu là gia đình nhà chú Năm là có cái Loan là đứa con nuôi là coi như là nghiệp chướng hả? À? Đúng không? Trời, nghiệp chướng đúng lắm rồi, phải có nó, đúng không? Phải có cái Loan thì mọi chuyện là thiên hạ nó mới được coi như mới biết về cái cuộc đời của chú Năm. Chứ nếu mà không có cái Loan á là coi như là chú Năm chú rất là oan uổng, hiểu không? Chú rất là oan uổng. Cho nên nhờ có cái Loan á, nhờ có đứa con như cái Loan á, à, đứa con cái gì chú Mai hay gọi là cái Loan là đứa con trộm cắp, đúng không? Nhờ có đứa con trộm cắp như cái Loan á là coi như là cả thế giới người ta mới biết bộ mặt của mẹ con nhà mày, đúng không? Còn nếu mà không có nghiệp chướng á, mà không có cái Loan trong trong cái gia đình đó thì coi như là tới giờ chú nằm xuống là coi như là cho coi như là cũng đi vào giấc nghìn tu, đúng không? Đem theo một cái sự mà buồn bã đau khổ cả một cuộc đời, đúng không? Còn mẹ con nhà mày thì thôi rồi, đúng rồi, tức lắm, tức vì cái nghiệp chướng này lắm, đúng không? Tức chứ sao không tức, tức bây giờ ăn mà tiền phúng điếu mà coi như mà hóc giống như là cái cục xương cá mà nó nằm ngang ông này, đúng không? Giờ là nuốt đâu có vô, nuốt không có vô, đúng không? Đúng rồi, rồi chờ đấy đi nè, cái bài hát sau cây mai mốt này nó cả thế giới nó hát đây này, khi đó còn còn không biết là còn như thế nào, nhục nhã trên thế gian này có mỗi mình mẹ con nhà mày, hiểu không? Mẹ con nhà mày là dành tặng riêng cái bài hát mà không phải của mình, với cái bài mà sao kê á là dành tặng cho riêng mẹ con nhà mày đó ha. Nha bé, chuẩn bị đi, chuẩn bị nghe bài hát Triệu View, bài hát sao kê.